mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với podcast tập 2 của Villa. Chúng mình xin được giới thiệu, chúng mình chính là Student Wellness Committee và mình là Thùy Chi, host của hôm nay. Và hôm nay chủ đề sẽ là một trong những cái topic mà khiến mọi người băn khoăn nhất ở đây, bởi vì chúng mình đang phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, chuẩn bị lên lớp 12 và lại phải chuẩn bị với bài luận chính nữa. Thế nên là cái topic hôm nay chính là những nhức nhối về bài luận chính. Và mình xin giới thiệu người tham gia của mình là La Hân và Uyên Trúc. Thì mình muốn các bạn hãy một chút nói qua về bài luận của mình có được không? Bắt đầu từ Hân, có thể chia sẻ chút về bài luận của bạn và những cái ideas bạn muốn truyền tải trong đó được không? Thì bài luận của Hân thì viết theo dạng montage, và chủ đề chính của nó cũng như cái tên, cái tiêu đề của nó là names, có nghĩa là những cái tên mà Hân có từ nhỏ đến lớn. Và tại vì Hân có một cái sở thích đặc biệt là thích đặt tên cho bản thân, và cũng có một cái khá kỳ lạ khác là cũng có rất là nhiều sở thích, cho nên Hân đã link từng cái sở thích đó của Hân với một cái tên, xong rồi khoe nó trong một bài montage. Thì đại ý là những cái mảnh ghép đó nó ghép lại cuối cùng thành con người thật sự của Hân. Thì bài luận của Hân là như vậy, cần Yên Trúc thì sao? Bài luận của tôi là về gia đình, thì như là cái câu chuyện từ hồi nhỏ mà nó kiểu trauma tới bây giờ, sau rồi tôi đã vượt qua nó như thế nào và tôi muốn trở thành con người như thế nào trong tương lai. Thì nghe nó khá là cliché nhưng mà không sao, tôi vẫn thấy nó ổn. Còn vị trí thì sao? Okay. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Thì thật ra bài luận của mình nói về cái hồi đấy mình cũng gọi là còn trẻ, mình cũng hay nói về, thích nói về những cái vấn đề kiểu to lớn ý. Thì bài luận của mình hồi đấy thì nói về kiểu class, social class này, inequality, rồi vấn đề kiểu kinh tế các thứ. Nhưng mà nó sẽ là kiểu qua góc nhìn của mình, từ góc nhìn mà nơi mình sống, mình thể hiện ra cái điều đấy. Thì mình cũng vì đây là chủ đề về personal statement cũng như là luận chính, thì mình muốn cũng kiểu chúng mình get personal hơn ý, và nói nhiều hơn về kiểu về nhau chẳng hạn. Thì Hân với cả Trúc có thể chia sẻ kỹ hơn cho Chi về cái bài học của mọi người, về những cái một cái realization gì đấy mà mọi người biết ở trong bài luận được không? Và bắt đầu từ câu chuyện về cái tên của Hân trước đi. Thì Hân thấy cái việc cái bài học trong bài luận nó là một trong những cái điều, một trong những cái chi tiết khá quan trọng khi mà mình viết luận, đúng không? Thì cái bài học mà lớn nhất mà Hân đã chia sẻ và để nó vào bài luận của mình, đó chính là việc phải công nhận chính bản thân. Và nó cũng là một dạng của love yourself, nhưng mà nó là kiểu Hân phải học cách để tự tin hơn về cả những khuyết điểm lẫn ưu điểm của mình. Kiểu Hân có một cái tính khá lạ là hồi xưa đã từng rất là tự ti về ưu điểm của bản thân. Cho nên Hân đã học cách tự tin vượt qua những cái mà cảm đó, xong rồi phải thay vì giữ những cái tiêu cực đó và lúc nào cũng maybe criticize bản thân, thì Hân phải làm ngược lại, là phải quý trọng những cái ưu điểm đó mà mình có, và kiểu inspiring mọi người, dùng nó để inspire mọi người. Thì bài học của Hân nó cũng có thể là nó có nhiều chiều sâu hơn nữa, nhưng mà đối với Hân thì nó chỉ cần như vậy thôi là đã đủ để nói về một cái trải nghiệm một con người của Hân ở cấp 3 rồi. Còn Yên Trúc thì có câu chuyện, có bài học như thế nào vậy? Tôi nghĩ là bài học của tôi là đừng để người khác gán mác bản thân mình, và đừng bao giờ kiểu nghi ngờ bản thân mình, và hỏi tự tin vào rồi với là còn cái bài học khác là gia đình sẽ là người luôn luôn ở bên ta. Kiểu vậy. Như thì đó là cái bài học mà tôi rút ra được trong quá trình viết luận, và tôi đề cập nó trong bài luận của tôi. Còn Thùy Chi thì sao? Thật ra bài học của tôi thì kiểu tôi tập trung chủ yếu vào kiểu lựa chọn ý. Một cái gọi là secondary meaning từ bài luận của tôi là tôi nói về một cái giữa việc mình có free will và cái lựa chọn mình với cuộc sống. Thì bởi vì bài luận của tôi cũng tập trung vào kiểu inequalities, nên là tôi nghĩ là tôi muốn nói về các sự lựa chọn. Thì tôi nghĩ là mỗi lớp người có một cái lựa chọn khác nhau, và cái lựa chọn đấy thì bị giới hạn bởi cái tầng lớp xã hội của họ. Thì cái bài học của tôi là bởi vì tôi nhận biết được cái sự lựa chọn đấy, thì là tôi sẽ có những lựa chọn của riêng mình, và cái lựa chọn của tôi là đi thay đổi
lựa chọn của mình, những cái giới hạn lựa chọn của người khác, không phải mình thay đổi lựa chọn người khác. Quay về hai bạn thân và Trúc thì mình thấy khá là ấn tượng với cái cách mà mọi người liên luôn luôn ấn tượng về cách mà những cái người viết luận người ta liên hệ giữa chủ đề và cái cách mà người ta thể hiện. Và cái bài học nữa thì mọi người có thể chia sẻ những cái thời gian mà mọi người đã dành ra để nghĩ ra được cái bài học đấy và làm sao để kiểu link được cái bài học đấy với cả những cái câu chuyện mà mình nghĩ ra được không? Mình nghĩ là bài luận của Hân thì rất là một cái montage, vì là về montage mà mọi người thì thường viết về narrative nhiều hơn, thì Hân có thể chia sẻ là Hân đã chuẩn bị những gì khi mà viết về montage và làm sao để đưa ra được cái idea này. Nó là một câu chuyện rất thú vị, là tại vì ban đầu bài luận đầu tiên mà Hân được chốt là narrative. Và trước giờ kiểu giả bộ Hân cũng không đếm được bao nhiêu là mình viết được bao nhiêu bản nháp, nhưng mà giả bộ Hân viết được 10 bản nháp đi thì cỡ 8 bản nháp là narrative rồi. Thì cái chủ cái bản nháp đầu tiên được thầy chấp nhận cũng là narrative luôn. Tại vì lúc nào Hân cũng mà xương là cuộc đời của mình hợp với narrative hơn, nhưng mà thiệt ra cuối cùng giây phút cuối Hân quyết định không chọn cái bài narrative đó nữa, tại vì tự nhiên maybe đó là cái sự trưởng thành trong cái lúc mình viết luận mà mình cố gắng tìm hiểu bản thân để thể hiện rõ bản thân trong bài luận hơn á, thì Hân nhận ra là hiện ra là những cái mặt tích cực của Hân nó cũng rất là thú vị và ấn tượng, cho nên Hân đã dẹp bài narrative ra bên một khúc cuối đó hay là bài montage. Nhưng mà cũng may là cũng đủ thời gian để thầy đồng ý, cũng đủ thời gian để viết bài montage đó một cách trau chuốt và hoàn thành bài luận của mình. Thì ra từ cái giai đoạn đầu tiên, từ cái bản nháp đầu tiên cho đến lúc có bài montage cuối cùng đó, nó rất là dài và rất là nhiều bản nháp. Nhưng mà thiệt ra là nghĩ lại kiểu Hân rất là biết ơn những cái bản nháp đó và cái khoảng thời gian mà Hân đầu tư vào trong bài luận, tại vì thiệt sự là nó giúp cho Hân hiểu ra rất là nhiều thứ về cả bản thân, về mọi người xung quanh, về cuộc sống của mình, cuộc đời của mình và những cái trải nghiệm trước giờ mình đã từng trải qua nhưng mà mình chưa từng ngồi lại xem coi là nó có ý nghĩa gì với mình ấy. Thời gian bỏ vào bài luận rất là nhiều, nhưng mà believe me là lúc nào nó cũng sẽ cho bạn một cái kết quả xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Ra thì kiểu thời gian bỏ cho bài luận lận càng nhiều thì cái chất lượng nó sẽ càng tốt hơn thôi. Tất nhiên là cũng không có nghĩa là càng nếu mà bạn rush thì bài luận nó sẽ không hay, nhưng mà thời gian bỏ ra càng nhiều thì nó sẽ xứng đáng. Trước khi mà mình tính gọi tiếp theo thì thật ra mình cũng đã quên mất một phần quan trọng, là giới thiệu ngành nghề. Thì nhắc lại, mình là hiện tại đang một con người thay đổi giữa nhiều ngành và hiện tại thì mình sẽ quyết định đi theo con đường tâm lý học và behavioral science. Còn Gia Hân thì rất nổi tiếng với chuyên ngành media art and arts, một cô gái rất là tỏa ra một cái phong thái rất là nghệ thuật và đáng yêu. Còn Uyên Trúc thì cái mình muốn hỏi về cái major của Uyên Trúc, học về accounting và business, nhưng mà mình lại thấy rằng cái bài luận của Uyên Trúc thể hiện về một cái điều về gia đình, thì Uyên Trúc có thấy rằng cái việc mình phải nói về lựa chọn ngành của mình có cần thiết ở trong bài luận không, và làm sao để kiểu liên hệ giữa hai cái sự nó khá là không liên quan với nhau vào trong một bài luận? Đấy thì mình thấy là khi mà đề cập ngành ở trong bài luận chính thì mình thấy là nếu mà bí quá thì mình mới sử dụng cái khúc đó thôi, chứ thực ra là mọi người nên thể hiện con người của mình là ai trước đã, về những cái value chính của mọi người như thế nào, tức là nó không có liên quan tới ngành mà nó liên quan tới con người của bạn. Kiểu mặc dù giống như là bạn năng động thì bất cứ trong cái ngành nghề nào thì bạn cũng năng động thôi, chứ cũng không phải là chỉ trong những cái value đó sẽ gắn với cái ngành nghề đó, theo mình là vậy. Và thực ra là cái accounting là mình mới đổi sang gần đây, còn cái ngành mà mình đề cập ở trong bài luận là làm event manager. Nghe nó hơi weird nhưng mà và mình đã thay đổi nó tại vì mình không có tìm thấy kiểu ý là không có trường nào nó dạy riêng về cái mảng đó hết. Là sau này mình lớn lên mình thấy là thật ra mình cũng không có hợp với cái mảng đó lắm. Thế nên là nếu mà mọi người đề cập ngành ở trong bài luận chính thì có lẽ mọi người sẽ theo ngành đó, có lẽ không. Thế là cái gì đại học vẫn upper cho một người đổi major, cho nên là đừng lo. Ok, một lợi ích và một cái điều khá là hại khi mà mình ghi major vào trong ngành chính là nếu như mà mình không consistent với nó thì mình sẽ nhận ra là cái bài luận đấy sẽ đi vào hư vô và vô nghĩa. Nhưng mà nếu như mình rất là consistent với cái bài luận đấy thì ok. Và thật ra thì
đây chỉ là một lời khuyên chúng mình nên thể hiện bản thân mình chúng mình nhiều hơn, thì từ cái bản thân, cái value của bản thân mình nó sẽ thể hiện được mình rằng là mình hợp với ngành nào nhất. Cái thứ hai, cái chia sẻ một chút thì cái hồi mà mình đã viết cái bài luận mình dự tính vào học economics với cả mấy cái ngành liên quan tới việc liên quan trực tiếp với cái vấn đề kiểu bất bình đẳng hơn, thì nó là những cái môn kiểu kinh tế chính sách các thứ, nhưng sau khi mình nhận ra là mình hợp với cả psychology hơn, bởi vì nó nhìn vào con người một cái cách, một cái góc nhìn nó cá nhân hơn. Và mình đọc lại bài luận của mình thì nó thể hiện là mình muốn nói về các cái lựa chọn, thì thật ra là psychology cũng liên quan tới một chút với những lựa chọn. Thì mình thấy rằng là khi mà mình thể hiện được bản thân mình thì nó sẽ có thể, cái bài luận của mình nó sẽ universal hơn và nó áp dụng được nhiều với cả những cái chuyên ngành mà mình cảm thấy là nó hợp hơn. Nhắc tới những thứ mà mình không muốn nói về ở trong bài luận thì mình có một số những cái thắc mắc. Thứ nhất là một số những cái điều mà mình không nên biết ở trong bài luận, và nó có thể như mình sẽ gọi là tabu trong essay. Thì mình sẽ hỏi với chiến thần viết luận trước. Thân, thì bài luận về một, đây chính là câu hỏi của mình. Mình muốn dành câu hỏi này cho người khác, bởi vì nếu như mình hỏi nó sẽ là bias. Thì mình muốn hỏi rằng bài luận về một vấn đề xã hội như bài luận của mình thì có nên hay không? Theo quan điểm cá nhân của Hân thì hoàn toàn nên. Ý là không phải là nên hay không, nhưng mà nếu như mà mọi người có những, ý là những suy nghĩ hoặc là những cái discussion trong não mọi người trước giờ, hoặc là những cái suy nghĩ sâu xa của mọi người về vấn đề xã hội mọi người muốn thể hiện ra để một phần nào đó thể hiện bản thân mình, thì nó hoàn toàn hợp điều nên thể hiện. Nhưng mà chỉ có một cái là nếu như mà đó là một vấn đề mà ví dụ nó nhạy cảm, hay là bạn chưa có đủ quá tự tin, ý là cảm thấy chưa, mình chưa có quá nhiều kiến thức về mạng đó, thì nên xin lời khuyên từ nhiều người, hoặc là mọi người hoàn toàn có thể reach out tới những, có thể là bạn bè hoặc là thầy cô hoặc là anh chị trong mạng đó để hỏi ý kiến mọi người coi là mọi người thấy bài luận này nó có sai điểm nào mà quá đáng không, hoặc là nó có đụng tới cái gì nhạy cảm không. Nhưng mà Hân thiệt sự cảm thấy rất là thích thật, và also cũng cảm thấy đây là một cái ý tưởng rất là tốt khi mà mọi người ví dụ đem một vấn đề xã hội mọi người luôn cảm thấy nhức nhối trong lòng bỏ vào bài luận. Chỉ có điều là phải luôn ghi nhớ là bài luận nó phải nói về bản thân mình, cho nên mình không nên, mình nói về vấn đề đó nhưng mà phải là nói về vấn đề đó và qua đó thể hiện cái cách nhìn của mình, chứ không nên chỉ đào sâu vào hay là làm một bài luận rất dài chỉ nói về vấn đề đó không mà không nói về bản thân mình, thì nó lại bị counter effect, nó bị phản tác dụng đi. Cảm ơn lời chia sẻ của Hân. Thì tiếp bên cạnh đấy mình muốn nói về những thứ gọi là tiêu cực hơn một chút, thì mình muốn hỏi bên chút chiến thần viết luận thứ hai. Nếu như bây giờ một bài luận mình mà nó khác người quá, nhưng mà không phải khác người theo nghĩa mà kiểu đặc biệt, mà nó sẽ là khác người theo một cách tiêu cực, mình sẽ không muốn nói những thứ tiêu cực đấy ở đây là gì, bởi vì nó quá nhiều và quá rộng, thì bên chút là mình nghĩ là mình nên viết những bài luận như vậy không? Theo ý thông mình là không nên á, tại vì mình lúc nào mình viết luận là cái bản chất của mình là muốn show ra cho cái nhà tuyển sinh, cho cái người đọc bài của mình là những cái điều tốt nhất của ý thông mình cho người ta, mà mình lại viết về những điều tiêu cực như vậy thì nó có tạo một cái impression cho người ta là mình là một con người tốt đẹp cái kiểu hay không, hay là mình chỉ là một con người tiêu cực và chỉ chăm chăm vào những cái thứ đó, đến lúc nào mình bưng nó vào cái personal statement nó rất là quan trọng như vậy thì mình nghĩ là không nên. Nhưng mà nếu mà mọi người có một cái câu chuyện đằng sau cái sự tiêu cực đó và mọi người overcome nó cái kiểu rất là hay thì mọi người có thể tiêm vào, nhưng mà mọi người đừng có đề cập trực tiếp là tới cái sự tiêu cực đó, mà mọi người mình nghĩ là thay vào những cái cách giống như là ẩn dụ, hoặc là mình chuyển nó từ bi thành hài á, thì người ta sẽ đánh giá cao cái sự đó tiêu cực hơn, người ta sẽ đánh giá cao cái sự tiêu cực đó hơn là mình chỉ bảo là những thứ mũi giờ trầm kẽo hoặc là tự tử cái kiểu, thì mình nghĩ là không nên đề cập quá trực tiếp. Like tóm lại là phải chuyển từ negative sang một cái positive outcome này. Yeah, thì cái này nó cũng point đến một cái vấn đề là vì đây là một personal statement, nhưng mà mọi người thì không có một cái definition nhất định của personal, thì đâu là cái giới hạn cho cái personal đấy. Thì đối với mình thì mình nghĩ rằng cái personal này nó sẽ thể hiện về cái chủ yếu là cái hành động của bản thân mình và cái những cái giá trị từ bản thân mình luôn hướng tới, và nó thể hiện qua hành động. Thì một cái tips là
cho mọi người biết rằng mọi người cứ tưởng tượng nhiều mọi người đang nói chuyện tới những cái người quan trọng cho mọi người, những cái người mà mình không muốn mất hình tượng nhưng mà mình cũng không muốn gọi là fake quá về mình quá nhiều. Có thể là những người, một người bạn nào đấy crush mới quen rất muốn thể hiện cá tính, hoặc là kiểu là nhà tuyển sinh, hoặc là nói chuyện với bố mẹ, maybe một người mình không muốn làm giả cái identity của mình nhưng mà mình cũng không muốn gọi là thể hiện quá nhiều những cái phần khác của mình. Ok, với một đến chủ đề tiếp theo là về những cái struggle trong việc viết luận, cái mà mình nghĩ rằng khá nhiều bạn đang gặp gần đây, bởi vì mình cũng tháng 7 và tháng 10 thì thường là thầy Nam và chị Nhi sẽ hối mọi người nộp essay. Nhưng mà hiện tại thì mọi người đã có khá nhiều người sẽ phải bắt đầu draft rồi, và mọi người có thể là nếu khi mà mình thúc đẩy thì sẽ rất là mệt mỏi. Thì mình muốn hỏi rằng là với Hân hoặc là Trúc thì mọi người sẽ làm gì khi mà bị dục quá nhiều, dục viết luận, và cái thời gian trước thì mọi người đã làm gì và bây giờ thì mọi người có lời khuyên gì cho các bạn không? Hãy bắt đầu với Hân. Nói này ra nghe hơi ngại nhưng mà lúc mà viết luận á, nếu mà mọi người có từng nghe thầy Nam nói thì thầy Nam cũng có một lần mention Hân trong lớp hồ sơ, bảo là tuần nào Hân cũng làm phiền thầy với ý tưởng mới. Nhưng mà thiệt ra là không đến nỗi là Hân nghĩ ý tưởng mới liên tục đâu, nhưng mà tại vì thiệt ra là Hân thích viết và Hân cũng đang theo đuổi writing, creative writing, cho nên kiểu viết luận nó đối với Hân nó là cái gì đó rất là, Hân không xem nó là một áp lực mà là xem nó là một cái thú vui hả? Cho nên maybe cái đó cũng là một cái tip cho mọi người, là hay là mọi người suy nghĩ, check essay, suy nhìn về essay với một con mắt chill hơn chút xíu, là đừng coi nó là một áp lực mà hãy xem nó là bây giờ nó là một người bạn để mình chút bầu tâm sự, nhưng mà mình phải chút một cách có nghệ thuật thôi, thì yeah, nó sẽ đỡ cái phần nào về cái kiểu áp lực cho mọi người. Nhưng mà chắc là về kiểu bị dùng ý tưởng á, thì Hân không bị, nhưng mà về bí ý tưởng thì Hân có bị chút xíu. Và kiểu mỗi lần bí ý tưởng mà kiểu muốn viết bản nháp mới cho thầy á, là lại lôi một vài cái ý tưởng mà nó không có được chất lượng ra để viết, kiểu cứ bám vào đâu viết đó, tại vì làm writer mà viết cái gì cũng được hết. Xong rồi cũng bị thầy nói nhiều á, nên cái áp lực là từ cái việc là thầy reject ý tưởng của mình chứ không phải là bị dùng. Yeah, nên một cái tip mà hồi xưa Hân có làm để bản thân slow down lại và nghĩ kỹ về những ý tưởng của mình là thật sự lắng nghe bản thân và coi lại, kiểu thiệt ra là mình dừng một bước để tiến xa hơn á, kiểu mình coi lại những cái trải nghiệm vừa rồi của mình, thay vì coi đó xong rồi để những cái cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực ảnh hưởng tới mình quá, thì mình nên cố gắng đứng ở một vai trò kiểu ở giữa, vai trò ở giữa, không quá tích cực, không quá tiêu cực, nhìn về cái trải nghiệm mình vừa qua để xem coi là mình đã học được bài học gì từ đó, mình đã thay đổi như thế nào, hay là kiểu vũ trụ kêu mình học bài học gì á mọi người. Sau đó mình sẽ tự nhiên thấy ra là à, thì ra là mình trưởng thành theo cách đó, hay là mình có cái trải nghiệm này với cái lý do là thế này, vậy cho nên bây giờ mình mới đạt được những cái mà mà hồi xưa nếu mà mình không học cái bài học đó hay là mình không có trải nghiệm đó thì bây giờ chắc là mình không phải là mình cục hiện tại. Cho nên Hân thường nhìn lại như thế để kiểu dùng chính cái hình ảnh hồi xưa của bản thân, inspire bản thân, truyền cảm hứng cho bản thân. Thì thiệt ra là nghe nó cũng hơi khó hiểu, nhưng Hân cảm thấy nó khó hiểu luôn á, nhưng mà chắc là kiểu bắt đầu từ cái việc slow down và lắng nghe bản thân nhiều hơn có thể giúp các bạn suy nghĩ tưởng luận. Còn Yên Trúc thì sao? Yên Trúc có bị như Hân không? Nhưng thì ý là cái đoạn đó mình cũng khá là lười lười viết luận, cái kiểu như là mình gần tới deadline mới viết, nhưng mà kiểu tự nhiên kiểu mình là kiểu tự nhiên có hướng cái bắt đầu viết liên tục đó, thì tự nhiên cái khúc gần nộp thì mình mới bắt đầu, mình có hướng mình viết, chứ mình viết liên tục luôn. Cho nên là trong cái khoảng thời gian trước đó thì mình cứ lấp liếm cho qua và mình cảm thấy rất là có lỗi với bản thân mình. Và mình nghĩ là khi mà mọi người, mặc dù bị bí ý tưởng nhưng mà mọi người cũng không có nên là ngồi chơi, ngồi im không làm gì, nhưng mà nên luận và nên làm một cái gì đó kiểu cho bản thân mình, hoặc là suy nghĩ về cái gì đó là hôm nay mình có cái chuyện gì gì không, hoặc là những ngày trước đó mình có cái chuyện gì không để mình ghi vào. Mình nghĩ là nếu mà quý vị tập viết nhật ký thì nó cũng là một cái khá là hay để mà
ủng hộ, củng cố cái mental health kiểu vậy. Cảm ơn mọi người. Thật ra thì từ lời khuyên của thân và Trúc thì mình cũng có thể là góp ghép lại và gửi cho mọi người khuyên rằng là khi mà mọi người có hứng ý, thì mọi người sẽ biết rất nhiều. Và mình nghĩ rằng khi mà mọi người đã có hứng rồi thì đừng biết, đã biết rồi thì đừng dừng lại, cố gắng ít nhất hoàn thành một cái outline chẳng hạn. Mình từ cái idea đấy, mình đã xuất phát được bài học gì, mình đã muốn thay đổi điều gì và mình đã có những cái hành động như thế nào. Sau đó thì sau đó mọi người có thể là sẽ có một thời gian kiểu procrastinate gì đấy, nhưng mà để tránh cái trường hợp mọi người sẽ tương lai mọi người sẽ kiểu dừng kiểu gọi là trì hoãn, thì hãy khi mà mình có hứng thì mình hãy biết luôn. Và một cái nữa rằng là mọi người hãy tạo một cái môi trường cho mình để mình nghĩ được nhiều idea nhất, như cách hơn là thế là mình hãy nghĩ về mọi thứ, mọi cái trải nghiệm của mình, tạo cho mình nhiều cái cơ hội để mình có thể kiểu feedback bản thân mình nhiều hơn, và cũng nhìn với mọi thứ một cái ánh mắt như kiểu là ok, thái độ tự nhiên bây giờ mình là một người ngoài, mình tìm hiểu chính bản thân mình và mình nghĩ xem là cái con người này đã trải qua những điều gì và cái con người này là người như thế nào, và các bạn cũng muốn mình thể hiện điều đấy như nào thì mình sẽ có một cái outline. Mình hay nên bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như kiểu outline trước, mình rồi hãng bắt đầu viết nhiều, sau đó hãng bắt đầu đến quan tâm đến cách viết như thế nào. Ok, đến một cái idea tiếp theo, cái này thì sẽ là hợp với những người thay đổi ý tưởng rất là nhiều, gọi là có thể là như Trúc nói là sẽ là lười một thời gian rồi mình sẽ lại viết tiếp, thì những cái người như thế thường sẽ gặp một cái vấn đề chính là mình sẽ thường xuyên thay đổi ideas, thì nó sẽ gọi là change of plot. Thì mình muốn hỏi rằng là nếu như bây giờ ví dụ như là deadline là rất gần rồi và mọi người đột nhiên một tháng trước đấy thay đổi idea thì mọi người sẽ giải quyết như thế nào? Câu chuyện của Hân thì Hân có thể cho các bạn lời khuyên từ cái trải nghiệm chính Hân được không? Thật ra nghe nó có vẻ hơi áp lực và khủng bố xíu về cái chuyện là khúc cuối xong rồi đổi idea luận á. Nhưng mà thành thật mà nói á, thì cái quãng nếu mà mọi người thực sự có kiểu bỏ thời gian cho bài luận của mình nè, xong rồi mọi người có tâm huyết với nó, cũng không cần quá tâm huyết đúng không, nghe nó hơi tại vì Hân thích writing cho nên Hân tâm huyết với nó, nhưng mà chỉ cần mọi người có cố gắng là cái chặng đường mọi người viết luận trước đó nó đã already có gì đó trong mọi người mà giúp cho mọi người cho dù có đổi ý tưởng khúc cuối mọi người vẫn viết được rất là nhanh. Ý là những cái resources, những cái ví dụ hiểu về bản thân, là những cái bài học, những cái value của bản thân, xác định value, xác định mấy cái tiêu chí mà mình muốn thể hiện như tuyển sinh đó, trong cái lúc mà mọi người struggle trước đó nó đã được hoàn thành hết rồi. Còn cái việc đổi ý tưởng nó chỉ là chắc là khúc cuối mọi người cảm thấy cái ý tưởng này hợp hơn với mình muốn cái này hơn, hoặc là mình muốn cái hình tượng này rõ ràng hơn, sau đó mọi người viết lại thôi. Thì ra 650 từ nó, khi mà lên đại học mọi người sẽ thấy nó ít lắm so với 1.000 từ, 2.000 từ của essay. Cho nên nó sẽ không là cái gì quá áp lực đâu. Và mọi người cũng maybe là keep it in mind là mọi người con người luôn thay đổi mà, thì mọi người luôn, các bạn luôn tốt lên từng ngày, cho nên khúc cuối của mọi người đổi luận không phải là vấn đề lớn, chỉ là nếu mọi người thật sự quyết tâm thì sẽ làm được thôi. Yeah. Thật ra thì lúc mà mình viết luận, cái hồi mình nộp thì từ khoảng tháng 8 mình mới bắt đầu tập trung vào viết, nhưng mà mình lại có rất là nhiều những cái idea thay đổi khác nhau bởi vì mình không xác định được một cái câu chuyện gì để thể hiện để bản thân mình ý, nên mình cũng rất là rối. Và lúc đấy thì cái cách mình làm là mình viết tất cả những idea ra, là ví dụ như là hôm đấy mình nghĩ về kiểu cái câu chuyện mình đi xem, mình muốn thể hiện góc nhìn của mình, thì cái góc nhìn của mình thì có quá nhiều thứ và có nhiều thứ đấy thì lại quá không liên quan với nhau, thì mình bắt đầu viết tất cả những thứ không liên quan đến ra và mình chọn những cái mà có thể ghép lại được thành một câu chuyện, hoặc là mình sẽ sử dụng như dùng cái cách viết về montage như hơn là viết về nhiều những thứ không liên quan và tạo một cái liên kết với nhau. Còn nếu mà mọi người vẫn thích kiểu narrative thì mọi người có thể như mình viết rất nhiều cái câu chuyện ra và chọn một cái câu chuyện phù hợp nhất, nhưng mà cái tips ở đây là mọi người phải viết ra thì mọi người biết được rằng mình muốn thể hiện được gì. Còn nếu nó chỉ ở trong đầu mọi người thôi thì nó sẽ, cái idea nó sẽ chỉ, nếu như nó là một thì nó mới chỉ là một thôi. Còn nếu mọi người viết ra thì nó sẽ, khi mà mọi người viết thì sẽ nghĩ ra được nhiều thứ và nó sẽ thành 4 năm hoặc là 10. Ok, và đến phần kết thì mình muốn hỏi rằng khi mà đã hoàn thành xong bài luận rồi thì mọi người thường muốn ai đọc và nhận xét bài luận của mình? Hân trước nhá. Thật ra là hồi xưa Hân có nghĩ tới một ý khá là hay, và tại vì
bài luận của Hân là phút cuối mà đúng không? Cho nên Hân cũng không có quá nhiều thời gian để thực hiện hóa cái ý tưởng này. Nhưng mà trong cuộc sống mình sẽ có vài ví dụ anh chị hay là bạn bè, thậm chí thầy cô, có thể là những người lớn tuổi hơn mình mà mình xem là người mẫu người lý tưởng, không phải là trong lớp thôi, mẫu người lý tưởng này là kiểu mình muốn trở thành người đó, hoặc là mình muốn success như người đó, hoặc là có cuộc sống như người đó, kiểu hoặc là theo đuổi đam mê giống như người đó. Thì Hân cảm thấy, và nhất là những anh chị hay là những bạn mà trong ngành mà mình muốn hướng tới trên đại học nữa, kiểu Hân rất là muốn đưa bài luận của mình cho mọi người đọc thử và xem coi mọi người cảm thấy, thứ nhất là nó có phải đúng giống con người Hân không, thứ hai là mọi người cảm thấy cái bạn mà xuất hiện trong bài luận đó có được những cái tiêu chí mà Hân ban đầu đặt ra cho bài luận của mình không. Nói chung là nó có đủ để mọi người cảm giác là tôi muốn nhận bạn này vào trong đại học của tôi, hoặc là muốn làm bạn này làm partner của mình không, kiểu vậy. Thì cái ý tưởng đó là có Hân có nghĩ tới, chứ dù Hân chưa có thực hiện được tại vì dịch với lại gấp, nhưng mà Hân nghĩ là nó sẽ là một trong những tip mà có thể giúp cho các bạn, nhất là mấy bạn ví dụ như mấy bạn mà theo art hay là truyền thông media giống Hân, thì đưa cho mấy anh chị khóa trên, những người mà mọi người thiệt sự kiểu quý trọng và ngưỡng mộ, sẽ có ra nhiều lời khuyên rồi idea nữa. Yeah, mình khá là thích cái ý tưởng đấy. Mình cũng nghĩ là mọi người về cái idea mình chưa thể thực hiện được, nhưng mà nó cũng hơi giống cái idea của Hân. Mọi người thể đưa cái bài luận của mình cho cái những anh chị mà mọi người biết học cùng trường mà mọi người muốn nhận vào, để xem rằng là mình có hợp với cả cái vibe của trường không, liệu rằng học sinh trong trường có thể hiện ra cái tính cách như này không. Ok, một câu hỏi cuối cùng dành cho Trúc. Thì Trúc làm sao để biết được rằng bài luận của mình đã hoàn chỉnh rồi? Làm sao để mình cảm thấy kiểu yên tâm hơn là mình có thể nộp bài luận này cho trường? Điều đầu tiên là cứ sau khi mọi người đọc lại hết cho mọi người thấy là ở cái chỗ này kiểu mọi người đã chỉnh xong hết rồi, xong rồi mọi người thấy là không còn chỗ nào để chỉnh nữa, thì mình nghĩ lúc đó là nó đã hoàn chỉnh. Và cái thứ hai là một cái điều khá là đặc biệt, chỉ có Vela mới có, không biết là chị ở Vela hay là ở chỗ khác thì sao mình không biết. Thì mình có tới tận năm nay, đầu năm nay khi mà apply thì mọi người có thể tới tận 5 người để confirm là bài luận của mọi người có hoàn chỉnh hay chưa, là ba chị counselor, một chị Nguyệt Bình, chị Hết của counselor về thầy Nam. Thì mình nghĩ là sau qua, nếu mà cái bài luận đó mà qua được 5 cái vòng đó thì mình nghĩ là nó đã hoàn chỉnh và sẵn sàng rồi. Dạ, cũng hợp lý. Và mình cũng xin giới thiệu luôn một dịch vụ ở Vela, hoàn toàn thuộc vào budget của Vela, mọi người không phải trả thêm tiền gì cả. Đấy chính là SA Team. Thì nếu như bạn nào mà đang cảm thấy bí luận, mình không thể viết ra được một cái gì cả, từ cái việc mọi người brainstorm idea hay là mọi người nghĩ về cái value của chính bản thân mình, thì mọi người hãy cùng counselor đến tìm các anh chị ở SA Team để brainstorm thêm về bài luận. Cho dù mọi người là editing, writing, brainstorming hay là kiểu chưa viết gì cả, thì cũng hãy tìm đến SA Team. Ok, đấy là kết thúc của podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ rất nhiều những cái lời khuyên quý báu và những thứ mà có thể là kinh nghiệm từ khi mà bọn mình không thể làm được, gửi đến các bạn học viên ở Vela. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.